Thư sư trên người có tỏa mùi thơm nhẹ là do nhân gì? Ở trong Kinh Tạng thì không có nhắc đến cái chuyện là thân thể mà có cái mùi hương. À, chỉ có nói là cái mùi hương trên thân thể người khác giới nó là nhân của dục thì có. À, còn cái mùi nếu mà có gì thì Đại Đức Tuệ Tường bổ sung thêm. Chỉ có nói là cái mùi hương ở trong miệng thì có một vài vị là miệng có mùi hương thơm của hoa sen. À, ví dụ như là Đức Thế Tôn miệng có mùi thơm của hoa sen chẳng hạn. Trong cái trường hợp đó đó thì một là do ngài trong nhiều đời nhiều kiếp ngài không có nói dối, rồi chẳng những như vậy á, là ngài luôn nói những lời chính trực, rồi ngài luôn nói những lời có lợi ích, cho nên là ngài được cái tướng là miệng của ngài luôn có cái mùi thơm. Còn cái mùi hương trên cơ thể của mình á, nói thì nó cũng hơi kỳ, là với mình thì nó thơm nhưng mà với người khác thì chưa chắc nó đã thơm. À, tuy nhiên thì sư phải công nhận là cũng có một vài người thì họ có cái mùi hương tự nhiên và mùi hương của họ cũng dễ chịu, ví dụ như là mẹ của sư. À, ai cũng thấy mẹ của mình là có cái mùi hương dễ chịu ở trên. Không biết quý vị thấy sao chứ sư thấy vậy. Còn mẹ người khác thì mình không biết. À, còn ở theo như trong Kinh Tạng thì nếu như mình muốn có được một cái thân thể mà có cái hương thơm thì mình cần phải làm các thiện nghiệp bằng thân. Ở trong Kinh Tạng thì chủ yếu khuyên là người cư sĩ nên bố thí, đặc biệt là những thứ có cái hương thơm hoặc là những thứ nó sạch sẽ ha. Ví dụ như là vải vóc nè, ví dụ như là hương hoa các loại. Ngoài ra thì chúng ta còn cần tránh các cái ác nghiệp bằng thân, nó có thể dẫn đến cái thân thể của mình nó bị dị tật, xấu xí hoặc là hôi thối. Ví dụ như đều có đắc tá do cái nghiệp là chia rẽ tăng đoàn, rồi cái nghiệp mà hại Đức Thế Tôn, tuy nhiên ông cũng có tu, cho nên là đời sau ông sẽ chứng quả Phật độc giác, nhưng mà có cái mùi hôi rất là hôi, cho nên là vị Phật độc giác đó cũng sống không có lâu và sau đó là viên tịch sớm. Thì rồi như là cái đầu tiên sư có nói đó, tránh những cái ác nghiệp bằng khẩu, ví dụ như là nói dối nè, nói nhảm nhí nè, nói vô ích, thì chúng ta cũng cần phải tránh ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì thêm về vấn đề này không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, khi mà nói là trên người mình đấy nha, tự nhiên nha, gọi tự nhiên đi, ví dụ tự nhiên đi mà có tỏ ra mùi thơm hay là cái gì đặc biệt á, thì đây chúng ta hiểu á, đây là một cái quả thiện thưa quý vị. Cái quả thiện từ có nghĩa là quá khứ mình làm nhân thiện đó, nó đưa đến cái quả an lạc. Mình sử dụng từ quả thiện đó cho quý vị hiểu, nên còn nói đúng là nhân thiện đưa đến quả an lạc, đó cái đó là thiện, cái đó là nói về vị pháp thưa quý vị. Khi mà nói về cái nhân á, cái nhân là nhân gì á, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ, có nghĩa là hai nhân chính là bố thí với trì giới, đó là hai nhân chính, mà cái nhân nổi trội hơn thì bố thí thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nói đến vấn đề mà cơ thể nói chung nè, làm sư nhớ đến cái câu chuyện của cái cô mà gọi là Banh Chá Ba Ba thưa quý vị. Banh Chá Ba Ba là cô này sao? Cô này trong cái kiếp hiện tại á, cô này rất
cô này là một người phụ nữ rất là xấu xí. Banh chá tức là năm, ba ba là trên người á, trên người cổ á, toàn thân cổ á, có năm cái khuyết điểm, hay là gọi là khuyết tật hay là gì đó, đại loại như vậy. Ừ, năm khuyết điểm đi ha, mình gọi khuyết tật thì nó ghê quá, dùng từ ghê quá. Ừ, năm khuyết điểm, năm khuyết điểm mà xấu đó, nó năm điểm xấu, cho nên gọi là banh chá ba ba. Nhưng mà cô này có một cái quả thiện đặc biệt là quý vị biết gì không? Là cái cơ thể cô này á, là khi mà bất kỳ người nào mà chạm vô là nó rất là dễ chịu. Chạm vô, sử dụng từ dân giả nha, cho vị hiểu. Ví dụ như gờ vô cái là phê, cái là xúc chạm tay tay chân thôi, chứ phải xúc chạm cái việc kia nha. Đó là chỉ là xúc chạm, đụng chạm bên ngoài thôi, ví dụ đó, ví dụ mà ôm hay là này nọ nắm tay thôi. Đó là phê, cái là không có cưỡng lại được đó. Được. Đến nỗi mà hai ông vua tranh giành, thưa vị, hai ông vua tranh giành luôn, hai vua tranh giành rồi, thậm chí muốn chiến tranh luôn. Cho nên là hai vua này giống như hai tỷ sáu ba năm bảy gì đó, hai tỷ sáu qua ông sư bên ông xin lỗi thưa vị, là hai ông hai hai sáu qua ông vua ở bên bờ bên sông bên kia, bên nước bên kia, rồi ba năm bảy là bên ông vua này đó, phải chia ra nhau vậy đó, chứ không hay là xảy ra chiến tranh. Thì chúng ta quay lại cái tiền kiếp của cô này, vì sao một cái cô này lại có một cái phước đặc biệt như vậy, mặc dù cô này trên người có năm cái khuyết điểm như vậy mà có một cái thiện nghiệp mà nó khá đặc biệt, mà khi mà xúc chạm vô là người nào cũng mê mẩn. Là cái tiền kiếp của cô này á, là cổ là một cái cô gái mà làm cái nghề thợ gốm, đặc biệt thợ gốm. Thì buổi chiều hôm đó, một vị Phật độc giác, ngài mới đi đại loại như ngài mới cần cái vật liệu giống như là đất sét đó, sư vị, đất sét đó, để về để đắp cái cốc liệu của ngài đó. Đó, nhớ là như vậy. Ở trong này, ở trong chú giải của Chatakas, nhà chú giải của Bổn Sinh Truyện đó, thì ngài đi đến cái cô đó, ngài đứng ngài chờ gì nè, tại vì thấy cổ đang 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 làm đồ gốm, thì vị đang làm đang 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 nào nhào nặng đang đất sét đó, đứng gì đó. Thì khi đó cô này cổ thấy đứng ngài đứng như vậy đó, thì biết là ngài cần cái đó, nhưng mà cổ cũng cái tôi bản ngã mình mà nên sân không sân thì kiểu giống như cũng cho, nhưng mà cho giống như là không cung kính, thưa vị, không kính nghĩa là giống như nói trong đầu nghĩ cái kiểu như là thôi thì bố thì đưa cho ông miếng đất sét này, thì cho ông về ông đắp nhà đất ông làm gì đó cho xong đi, vứt đi. Chính vì cái hành động thiện, có nghe hành động chưa, trên thật sự là trên nền tảng thiện, nhưng mà nó là có trắng có đen, cho nên cho quả đen có trắng, cho nên là khiến cho cô này cái nhân chính đó đưa đến cái quả là cổ là một cái người gọi là mình cúng dường đi ha, cúng dường hay bố thí đó, với cái tâm sân, pha cái tâm sân trong trọng, có bị lạp tẩn tạp lẫn cái ô nhiễm sân trong, cho nên là có năm khuyết điểm trên người, nhưng mà bù lại là vẫn cúng dường cái đất sét cho vị Phật độc giác, cho nên là cơ thể cổ có cái quả thiện làm nó như vậy. Xúc chạm vô là mê mẩn. Thì ở đây qua câu chuyện này đó, để cho sư cũng giải ra, nghe là nói cho quý vị biết cái nhân cái quả nó như thế nào để quý vị hiểu rõ hơn. Đó, quan trọng nhất là yếu tố là bố thí với trì giới, đó là như vậy. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.